Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Hello nha, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Bụng Đại Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay lại với một nhân vật mới. Đây là một nhân vật được update ở season 16.1, chính là Bulldozer. Thì sau khi nhân vật này ra mắt, rất nhiều anh em hỏi mình rằng liệu nhân vật này nên đi tên theo skill nào với hai hệ lửa và băng, và có nên sử dụng kèm plasma khi đi tên hay không, và như nào là mới có lợi. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm video test cũng như là kiểm tra khả năng đi tham của em nó với các skill như vậy. Đầu tiên muốn test thì chúng ta phải đưa nhân vật này, và mình sẽ build theo kiểu Magda và PvP ở khả năng tốt nhất, cũng như bắt đầu ở các season khác. Và cũng như nhân vật cũ thì chúng ta sẽ build ở bảng A đầu tiên để tiết kiệm pool, tránh việc anh em tăng xong cái bảng C đây thì nó sẽ bị, khi sau khi anh em tăng tiền bảng A nó sẽ bị dư điểm, và việc đó anh em phải tẩy lại cái điểm này và rất tốn tiền. Anh em lưu ý nha, việc đó sẽ rất là tốn tiền khi mà anh em phải mua hoa quả để tẩy lại cái điểm này. Thì trước mắt với bảng A, bảng Master A, chúng ta sẽ tăng các điểm cơ bản như sau: giảm khả năng hư hỏng của trang bị, hồi mana, hồi máu 10 điểm đeo giáp, và tăng max 20 pool cho các điểm như là sức mạnh này, đây, AG và năng lượng. Sau khi chúng ta hoàn thành điểm cơ bản pool cho sức mạnh nhanh nhẹn cũng như là năng lượng, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại với món đồ để xem món đồ chúng ta yêu cầu những cái gì. Đối với vũ khí thì sẽ yêu cầu 324 stain, áo quần sẽ là yêu cầu 296 stain, tức là sức mạnh. Thì chúng ta chỉ quan tâm chủ yếu vào cái vũ khí mà thôi. Đối với cái vũ khí mình sẽ thêm tiếp ADD, STR, tức là lệnh tăng nhanh sức mạnh 324. Ok, như vậy là chúng ta đã đủ sức mạnh để có thể mang được cái vũ khí này. Tiếp tục đó, chúng ta còn thiếu 254 điểm nhanh nhẹn. Được ADD, AG, 254. Rồi, nhanh nhẹn đã thỏa. Tiếp tục chỉ còn lại là 930 năng lượng mà thôi. Được ADD, NE, 930. Ok, sau khi tăng điểm như vậy thì chúng ta đã có thể mang được vũ khí lên. Đây, khá là đẹp. Kèm theo đó chính là quần. Và để build được Magda thì mình cũng đã làm trước một số tập phẩm game đó. Các bạn hãy hỏi vì sao mình lại build ở cái nhân vật mặc đồ như này thì build làm cái gì. Thực chất khi mà chúng ta build mặc đồ như vậy á, thì chúng ta mới có thể thấy được khả năng đi tên nào là tốt nhất, và tăng pool để anh em có thể sử dụng từ đầu cho đến cuối mà không cần phải tẩy lại pool. Ví dụ ở level 800 anh em chưa thể mang được cặp vũ khí 1000 là 1000 này, thì sức mạnh của em các bạn sẽ phải tăng là nó sẽ ít hơn. Nhưng mà khi anh em úp vũ khí lên thì lại chỉ sức mạnh, như vậy là anh em lại phải tẩy điểm, và tẩy điểm thì anh em lại tốn tiền. Nhưng đây là mục đích mà video mình làm ra, anh em có thể, mong anh em có thể hiểu cho mình. Và mình sẽ build theo hai đứa Putin và Iblast. Thì ở trong video này mình sẽ sử dụng Putin đầu tiên, tức là đi theo thế lượng. Và sau khi chúng ta nâng 930 NE vào vũ khí thì đã đủ năng lượng để có thể tăng được cả skill này. Nhưng mà skill này sẽ yêu cầu là Defy Mastery 10 điểm. Defy Mastery là cái nào? Mình thử nha. Đây là hệ băng này, đây là hệ lửa này. Đấy, Defy Mastery nghĩa là chúng ta phải tăng vào đến 10 điểm. Tiếp tục chúng ta sẽ tăng những điểm cơ bản. Đây, 9, 10. Mình cũng chỉ tăng 10 điểm cơ bản trước. Sau khi dư điểm thì anh em mới được cảm thấy tùy thuộc vào nhân vật của anh em, thì anh em nên tăng như nào tập định. Ok, như vậy là ta sẽ xem skill đó là skill nào. Đây, routine thêm mình sẽ đưa vào số 1. Vì mình đã học trước skill plasma nên mình sẽ đưa xuống số 3 luôn. Chúng ta sẽ quay trở lại với bảng Master A. Mình cũng sẽ build 10 điểm cơ bản vào Magic Mastery để tăng khả năng gây đam của em đó. Đây mình sẽ cho anh em thấy khả năng gây đam của em nó tăng như nào. Với bảng C, hiện tại chúng ta có được tầm 8832 nguyên đam mang lại từ trang bị và 2006 là cơ bản của chúng ta. Đây mình sẽ tăng một điểm. Đây em của em nó sẽ tăng cả hai, nhưng ô này cực kỳ quan trọng. Nhưng mà trước mắt mình sẽ chỉ build với 10 điểm cơ bản, sau đó dư điểm thì chúng ta mới tăng. Và mình để tăng được 10 điểm ở max HP trên này thì chúng ta sẽ phải tăng tiếp 10 điểm max mana. Tiếp tục chúng ta phải tăng tiếp 10 điểm này ạ, max AG. Tiếp tục 10 điểm max máu.
ở cột 3, cột tấn công. Tất nhiên, chúng ta vẫn 10 điểm các bạn trước mắt. Rồi. Tiếp tục 10 điểm. Mặt chúng ta chỉ tăng 10 điểm. Và ở đây 10 điểm sẽ tăng khả năng thủ của đam của em nó lên. Ở đây chúng ta sẽ có 3 lựa chọn. Giảm cái mana khi mà anh em bắn quái. Tăng khả năng hồi FD khi mà anh em giết quái vật. Và khả năng hồi máu. Ở đây mình sẽ giải thích với anh em một chút tại sao lại không tăng vào mana. Thứ nhất, ở server của mình mana, tiền mua mana rất là dễ và mana hồi rất là nhanh. Thì việc tăng vào giảm mana là không cần thiết khi mà sẽ nhanh nhẹn của em nó ít và tốc độ bắn của em nó ít nên khả năng tiêu hao mana cũng ít nên mình không nên tăng vào nào. Thứ hai, đối với nhân vật đi PVM để mắc đam thì khả năng thôi FD gần như là không có vì quái vật nó đánh thẳng vào máu chứ không đánh vào FD nên chúng ta không cần thiết phải tăng vào này. Và số 3 là lựa chọn hợp lý nhất, khả năng hồi HP khi mình chết quái vật. Và chúng ta chỉ tăng 10 điểm. Ở đây sẽ có cột min đam và mắc đam. Cột min đam nó sẽ tăng vào min đam ở mức 8 này, em sẽ cùng thấy nha, mình tăng là nó sẽ lên này. Đây, từ 2076 đến 2014. Nhưng mà 3325 này nó sẽ không tăng nha. Đấy, anh em thấy không? Nó sẽ không tăng. Và ô này mình sẽ tăng 10 điểm. 10. Tiếp tục 10 điểm cho mắc đam. Tương tự mắc đam nó sẽ chỉ tăng ở ô bên này mà thôi. Rồi, ở dưới này. Ở dưới này chúng ta sẽ có lựa chọn. Thứ nhất là khi mà quái đánh chúng ta thì chúng ta có khả năng hồi lại máu. Còn bên này là khi chúng ta tấn công quái thì chúng ta cũng có khả năng hồi lại máu. Ở đây mình sẽ lựa chọn thử là Art Supply, tăng khả năng hồi máu khi chúng ta tấn công quái vật thành công. Nhưng mà chúng ta chỉ có hồi được 5 máu. Còn bên này thì chúng ta có khả năng hồi 100% máu khi quái vật đánh. Anh em đứng kinh thương với 10 điểm là sẽ được 3%. Đây mình tăng cho anh em thấy. Nhưng mà khả năng thành công của em rất là nhiều. 3.08 và 2.92%. Như nào chúng ta chỉ tăng 10 điểm trước mắt. 8, 9, 10. Và như nào chỉ 10 điểm. 9, 10. Ok. Như vậy là chúng ta còn dư 110 pol. Và chúng ta sẽ phân bổ 110 pol này như nào. Trước mắt mình tiếp tục sẽ cho 10 điểm vào tăng giá của em nó lên. Tối đa có thể. Và mình muốn mắc đam nên mình sẽ dồn vào những ô mà tăng đam. Thứ nhất là Magic Battery, nó sẽ tăng cực kỳ nhiều đam cho anh em, thấy không? Tăng 10 điểm. Cái thứ ba sẽ là tăng đam vào vũ khí, mắc 20. Cái thứ tư chính là mắc đam bước chưa, đây là tác phẩm. Rồi, còn 70 điểm, 70 điểm này mình sẽ dồn tiếp vào 20 điểm cho đục vào đam cũng như là bỏ vào giáp. Rồi, chúng ta còn 50 điểm. 50 điểm này mình sẽ phải bỏ 20 điểm để tăng vào Ibrick cũng như là Ibrick Mastery để có thể tăng được Master 4 của em nó và để mở khóa được khả năng tăng NE. Và chúng ta mất thì 20 điểm là bao nhiêu? Chúng ta còn 50 pol. Trừ đi 20 pol là bằng 30 pol còn lại. Trừ với 30 pol. Đây mình sẽ tăng luôn để chỉ có thể tăng. 2, 3, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Đây, 10. Như vậy chúng ta học được Iblast. Đây, mình sẽ đưa Iblast cho anh em thấy. Đây chỉ là Iblast. Đưa vào ô số 4. Như vậy chúng ta còn 30 pol. 30 pol mình sẽ dành 10 pol. Nếu tí nữa chúng ta bị hụt mất ai rơi bao nhiêu là chúng ta còn dư 20 pol. Với 20 pol này mình sẽ tăng tiếp vào Minda. Như vậy chúng ta còn 10 pol đúng không? 10 pol vì phải dành 10 pol cho hồi AG. Mình sẽ chia đều 5 pol cho mặt là. Và 5 pol như nào? 5. Ok, chúng ta phải dành 10 điểm vào hồi AG.
Rồi, như vậy là chúng ta hoàn thành một bản build với nhân vật Bulldozer Markdown ở với Master 3. Tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại với bảng C. Ở bảng C này mình sẽ lưu ý với anh em một điều. Đây, chúng ta sẽ với một Attack Speed thì chúng ta cần 20 pole. Tiếp tục mình sẽ mở lên. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi, 129 thì 390. Đối với AG và NE thì chúng ta tăng như nào cho hợp lý với 971 điểm. Thì mình sẽ cần khoảng 600 AG để tăng được Attack Set Rate thì PVM đây. Đối với 600 AG thì chúng ta sẽ còn phải kiểu bao nhiêu? Cho 800 AG đi, cộng với 250 bên này nữa. Là 600 AG từ 390 AG là chúng ta có 210 AG. Nhưng đối với một Attack Speed sẽ được 20 pole. Vậy chúng ta lấy, chúng ta sẽ lấy là 210 sẽ là lên được từ 129 cộng 10 là chỉ là 139. Mình ra nha, chuẩn luôn. Đấy, 10 pole và APK Speed ROM từ 129 cộng 10 sẽ bằng 139 APK Speed. Đây, nghe thấy không? Như vậy chúng ta sẽ còn 771 điểm. Nhưng đối với một Quick Dance chúng ta sẽ cần 4 pole. Nghĩa là 771 chúng ta thử chia đến cho 4. Với lượng AG còn lại là 771. Đây, 771 thì đối với Quick Dance thì tương ứng với 4 pole. Đây, 4 pole sẽ bằng 1 Quick Dance. Nhân đề mình trước nha. Đây, Quick Dance. Đấy, 4 pole bằng 1 Quick Dance. Còn 771 nữa là 771 chia cho 4 là bằng 193.5. Nha. Và sẽ chúng ta sẽ từ 291 2921 nha. 2921 cộng với 193.5. Đây, nó sẽ bằng bao nhiêu? 2921 cộng 193.5 là bằng khoảng 3114, là bằng 3114. Rồi chúng ta sẽ cùng thử nha. Chiết ADD NE 771. Đây, 3116, nó sẽ cộng thêm mấy điểm bọn nữa. Hình như là cân đối. Như vậy chúng ta đã có 11116 quick down cộng thêm, cực kỳ lợi hại. Kèm theo đó chúng ta sẽ có được 60% quick down. Excellent down là 50 và đúc của đám gần như gần 30% luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ quay với bảng Master 4. Đối với Master 4 của em nó, mình sẽ di chuyển qua. Đầu tiên mình tăng tỷ lệ vào Brutin. Với Brutin thì chúng ta sẽ tăng mắt hàng đầu tiên để lấy bonus. Là đây, 10 điểm tăng lên Attack Speed là chúng ta có được, chúng ta sẽ có được 149 đến 150. Đây, 139 mình nhầm. Đây, 149, anh em thấy không? Khi sử dụng skill Protein 10 điểm, 20 điểm. Tiếp tục 20 điểm đa một tí. Rồi, tiếp tục cũng giống như các nhân vật khác, mình sẽ lấy 40 điểm mắc máu và
đối với dev mình sẽ không sử dụng. Đây mình sẽ tăng video vào NE. Như vậy để tiết kiệm thời gian cho anh em thì mình cũng đã tăng luôn tất cả các điểm ở Omatabot. Và điều mình nói ở đây là tuy mình build một nhân vật full grocer theo thế là đam cao nhất có thể, hay còn gọi là max đam, thì chúng ta sẽ tăng vào 40 điểm vào Magic, 40 điểm SE và Osta, tăng thịt vào NE nha anh em. Và 40 điểm vào skill đam cũng như là 40 điểm vào đam của Queen. Và để tăng được 40 điểm ở Osta thế này thì chúng ta sẽ phải mở khóa thêm 5 điểm vào ô iBlast. Đây, iBlast. Đó là lý do tại sao mà mình phải học thêm skill này ở Master 3. Và sau khi chúng ta đã hoàn thành bảng Master 4 thì đây sẽ là lượng đam mà em đã có thể đạt được 16.000 nha anh em, từ trang bị đấy. Với lượng đam cơ bản là 4.500 cho đến 5.900-6.000. Và lượng đam mà trang bị mang lại là 16.555, một số rất là đẹp. Ở đây mình có một điều nói với anh em nữa là khi chúng ta tăng điểm chuẩn như vậy thì RE chúng ta đạt đến 3.000, hơn 3.000. Và khi mà chúng ta có 3.000 một RE chúng ta sẽ được bonus 25-23% như ít đam nữa. Nên lượng đam các tập của chúng ta là rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi test thực tế xem build như vậy thì lượng đam em nó gây ra là bao nhiêu và KDA là như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ test tiếp với boosting này kèm theo plasma nha nhé. Ok, mình vừa đưa em nó đến bài hotspot của map Icarus màu trái đỏ. Anh em có nhận ra một điều gì không? Lượng đam mà em nó gây ra là cực kỳ nhiều, 3.6 đam. Và lượng max đam của em nó lên đến gần 1.3 đam. Một con số cực kỳ là khủng khiếp. Đây, KDA này 0.81, 0.79. Đấy, 1.3 đam, anh em thấy không? Quá là kinh khủng. Một triệu ba đang nhảy liên tục luôn. Đấy. Với lượng đam thuộc tính rất là thấp với 1.6. Lý do là mình đã không sử dụng cút tích mà sử dụng một cái pentagram bình thường. Sẽ có tính bình thường mà thôi. Đấy, 1.3 đam. Quá là kinh khủng. Với một lượng ít đam lên đến tần là 16.655. Thì đây quả là một nhân vật cực kỳ khủng khiếp này nhé. Đục của đam lên gần đến 30% đục của đam liên tục luôn. Quả là kinh dị. Đấy, lại 1.3 đam nữa em kìa. 600 đam, 500 đam nhảy liên tục. Đó, 700 đam nhảy kìa. 800 đam. Quả là kinh khủng. Cả đi ạ. Lượng quái vật chết trên 1 giây là 0.75 nha nhé. Để giao đồng ấy. Gần 3 phút rồi. Và lượng KDA cũng cực kỳ tốt. Ok, như vậy mình vừa đưa em nó đến map cao nhất, map đền thờ. Và để xem em nó tên như nào nha. Lượng đam vật cực kỳ là lớn. Ui khổ ơi, 4.8 đam. KDA 0.81. Trong vòng 10 giây đầu. Quá là khủng khiếp. Để xem có, chúng ta còn có thể xuất hiện được 1.3 đám không? 1.260. Quá là khủng. KDA vẫn không hề thấp hơn so với map Icarus quá nhiều nha anh em. Với khoảng 1 phút đầu tiên thì KDA vẫn dao động từ 0.8 đến 0.75 trở lên nha. Quá là lớn. Đây là chưa có đi kèm putnik. Chỉ có cánh tay thôi. Không bị tụt KDA, không bị tụt con chiến trên dây sau phải bảo ít có rút quá nhiều nha nhé. Gần như là tương đương với khả năng đeo đam cực kỳ khủng khiếp. Đấy, 1.260 ở mặt cao nhất. Quả là kinh dị. Ok, sau khi lên đến 2 phút thì lượng KDA của em nó đã giảm dần, còn 0.73.
ui không nhận 75 lại nha mà không thì bao nhiêu cả. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại và build thêm em nó với skill Dark Lava bắn kèm với Blue Team để xem theo nha, và KDA có bị giảm hay không và lượng đạp trên dây có được tăng hay không. Ok, vừa rồi là mình vừa review lại nhân vật Green Crusher của chúng ta đi theo đường kèm theo Dark Lava, và ở những theo đường này thì chúng ta sẽ không cần phải thay đổi điểm quá nhiều, gần như là không thay đổi điểm ở bảng C và còng Gold, nhưng chúng ta sẽ có một số thay đổi nhỏ ở bảng Master 3. Khi mà chúng ta đi kèm với Plasma thì yêu cầu để tăng được Plasma ở Master 4 chúng ta phải tăng 10 điểm vào Dark Plasma Spider, Dark Plasma Rotary và cũng như là Dark Plasma Mastery. Đây là 3 cô anh em cần phải tăng để có thể sử dụng được Dark Plasma ở Master 4, và gần như không thay đổi ở các bảng còn lại, chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên. Ở bảng Master 4 thì chúng ta sẽ phải tăng được 5 điểm vào Dark Plasma Master 4 để có thể mở khóa được 40 con bonus ở All Star. Và đối với skill routine chúng ta sẽ không cần phải thay đổi gì hết và giữ nguyên bảng như cũ với 40 điểm vào Magic, 40 NE vào All Star, 40 skill down và cũng như là 40 điểm vào Wing Bolt. Và bây giờ chúng ta sẽ đi test đây và cảm nhận được sự thay đổi đa của em nó có thể quá lớn hay không, và cũng như là KDA khi sử dụng. Và để được sử dụng Plasma trong quá trình đi bắn quái vật thì chúng ta sẽ phải bỏ đặt Plasma vào và tụ. Ok, như vậy là mình vừa đưa quân vật sơ của mình lên mặt mới là mặt bầu trời đỏ, và chúng ta hãy thử xem khi sử dụng kem Dark Plasma thì KDA của em nó có thay đổi nhiều hay không. Vừa vào với 20 giây thì KDA sẽ là 0.81, chúng ta sẽ phải đợi lên đến 1 phút đến 2 phút thì KDA nó mới ổn định, thì lúc đó chúng ta mới có thể so sánh được. Hiện tại thì đam bình thường của em nó là 3.4, 3.2 đam. Tất nhiên là lượng mắc đam sẽ không thay đổi vì mình không thay đổi quá nhiều vào ô bước đi. Hôm nay máy hơi lạc vậy anh em thông cảm nhé. Đây. Bây giờ đã gần như là ổn định lại rồi, 0.71, 0.73. So với hồi nãy thì hình như mình nhận được 0.75. Lát nữa ở cuối video chúng ta sẽ có một cái bảng so sánh tổng quan hơn, nhưng mà chia đôi màn hình ra và chúng ta cùng xem được cái khả năng kèm của em nó. Lượng normal đam cũng sẽ bị giảm đi. So với khi không sử dụng Dark Plasma thì nó dao động khoảng 1.6, nhưng mà khi sử dụng kèm Dark Plasma và cầu năng lượng thì nó sẽ còn 1.5. Lượng KDA của em nó dao động từ 0.71 đến 0.72. Ok, bây giờ mình sẽ đưa em nó lên đến map cuối cùng, map đền thờ. Ok, như vậy là mình vừa đưa nhân vật Rune Crusher của mình tiếp tục để map đền thờ, map cuối cùng. Và chúng ta hãy xem lượng KDA của em nó cũng như là lượng đam gây ra. Bây giờ lượng normal đam của em nó ở trong 20 giây đầu tiên là 1.1. Vì Rune Crusher là một trong những nhân vật cần phụ thuộc vào bãi quái hồi tụ, nghĩa là quái cầm chung lại một chỗ thì lượng đam em nó gây ra sẽ càng lớn. Nên khi mà anh em đi trên với những cái bài quái không phải là hotspot, là bài quái mà quái di chuyển quá đông thì cái lượng đam của em nó sẽ giảm dần đi. Như bên đây thì lượng đam element của em nó lên đến 1.8 và lượng normal đam sẽ dao động khoảng 3.5, quá là kinh khủng. Vẫn là 0.72, không được sạch đi. Mình sẽ phải đợi cho đến tầm 2 đến 3 phút để có được một cái kết quả gọi là khách quan nhất.
chứ không thể so sánh khi mà một bên là 2 phút, một bên là 1 phút được. Vẫn là 128 cada, gọi là 1 triệu đám đấy, 1.280.000. Anh em có thể thấy 16.500, quá là kinh khủng. Anh em có thể nhận thấy rõ khi mà lên đến gần 2 phút, khi mà lượng skill KDA của quái đã ổn định, thì bây giờ lượng quái dưới trên 1 tên của em nó giảm xuống còn là 0.68 hoặc là 0.7 thôi mà thôi, không thể lên được 0.72 như khi mà sử dụng chỉ một skill một rút tích. Bây giờ là hơn 2 phút rồi. Nhiều đây, xin chào bạn. Ok, như vậy qua bài test vừa rồi, như là cái bảng mà mình so sánh khi chia đôi màn hình, thì anh em cũng có được cái nhìn khách quan nhất khi mà nhân vật Toon Bruce của chúng ta có hay không sử dụng skill Routing kèm Flash Plasma, hay là chỉ nên sử dụng mỗi mình skill Routing. Và kết quả cho thấy là khi anh em chỉ sử dụng một skill thì khả năng bị delay đam của em nó sẽ bị giảm đi, tức là sử dụng skill Routing thì đã đa hơn hẳn so với kèm Blasma, cũng như là lượng đam gây tên 1 giây của Brutin sẽ là cao hơn. Như vậy anh em cũng đã có kết quả cho mình và vừa nhìn thấy mình nên đi theo đường nào. Đây là video khi mình test mắt đam. Nếu như mà anh em đi tên bình thường thì cũng phải cân nhắc khi mà lượng anh em đồ anh em chưa có và khả năng bị quả giết sẽ là rất là nhanh, vì nhân vật Tung Boxer là một nhân vật khi mà có lượng đẹp không cao. Nhưng hiện tại thì đã bị mắc đồ, lượng đẹp của em nó chỉ là dao động từ 6.695 so với các nhân vật khác thì bây giờ là nó phải tầm 8.000. Và hy vọng mình làm video này sẽ có ích được cho anh em về khả năng tương quả của nhân vật Tim Producer là một nhân vật mới trong season 16. Bye bye và hẹn gặp lại nha.
anh em đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ như cảm thấy video này có ích. Bye bye.